Đây là kho mủ trữ nè bà con. Quá trời mủ luôn. Mủ mà bây giờ nó khô, nó đen luôn. À, hiện giờ thì mủ có giá nên bà con trữ ha, trữ để bán á. Thì hôm bữa thì thấy cũng có biết được ở khu vực Tam Hiệp, xã Tam Hiệp Hưng Quảng á, thì mủ nước được 360 luôn bà con, quá cao luôn. Vì những nơi khác như ở Minh Thành đồ thì có 301 mà. À, Lai Uyên, Bầu Bàng thì có cũng có 301 nhưng mà ở Tam Hiệp tới 360 nha. Thì mủ có giá nên mà còn trữ nè, chưa bán nè ha, nguyên một kho quá trời luôn. Đó quá trời luôn nha bà con.